Chuyện gì đây sắp sửa xảy ra? Trong ngày qua có hai sự kiện đang làm ngạc nhiên tôi và có lẽ rất nhiều người quan tâm đến trận chiến tranh xâm lăng của Nga vào Ukraine. Một khi đi thăm đám tang có thể của một tướng lãnh nào đó, Tổng thống Nga Putin tiết lộ người đi theo ông ta đang cầm một vali hạt nhân. Vì chẳng ai đi đám tang mà mang theo chiếc vali cồng kềnh như thế. Hay sau tin tức đoán rằng đó là chiếc vali hạt nhân. Người ta thấy sự xuất hiện của Thủ tướng Anh Johnson tọa đàm trực tiếp đối diện với Tổng thống Zelensky tại thủ đô Kiev của Ukraine. Các bạn thử đoán xem chuyện gì sắp xảy ra.